Hiện tại thì mình đang làm công việc đồ da thủ công, ví nam, ví nữ, dây lưng, dây đồng hồ. Thật ra là mình cái gì mình cũng thích, nhưng mà mình nhanh chán. Hay chán nhỉ? Nhanh chán, có như ví dụ như là guitar chẳng hạn, mà không kìm tìm được ông nào dạy là chán luôn. Anh hát có hay không? Không. Hát không hay nhưng mà thích hát thôi. Một tí anh em mình ra làm bài nhỉ? Được. Mình bị năm 2008, thì năm đấy là mình 19. Mình đi làm than xong bị sập hầm than. Có 3 người. Hôm đấy nó có mỗi mình bị. Bị thì mình bị một cái tảng đất nó sập thẳng vào lưng. Thế sau đấy nó liệt luôn hai chân, không biết gì nữa luôn. Mình nó là bị tổn thương cuộc sống, nó bị mất cảm giác từ dưới này xuống. Thật ra thì lúc mình bị xong ấy, thì mình vẫn cứ hy vọng nhiều. Lúc đấy bác sĩ họ vẫn bảo là kiểu là 50-50. Nếu mà nó bình phục tốt thì đi lại được. Còn nếu mà không, sau 1.5 năm ấy, thì coi như mình sẽ phải ngồi xe lăn cả đời. Nhưng mà sau cái hy vọng đấy thì mình đã chấp nhận được. Thật sự mà để mà nói là mình gần như là mình đã chấp nhận nó như vậy. Tất nhiên là nó cũng không phải là quá dễ dàng, nhưng mình bắt buộc mình phải chấp nhận. Thì lúc đấy là mình bố đẻ của mình vẫn còn, chứ còn mẹ của mình, mẹ đẻ của mình ấy thì mất năm 9 tuổi cơ. Thì mình bị tai nạn sau mấy tháng là bố mất. Thế là ở một mình ở trong nhà. Lúc 19 tuổi, thanh xuân cháu Hảo phải trải qua những tai họa khủng khiếp, bị nát xương sống, đứt tủy, liệt hai chân ở một mình. Tháng 6 năm 2015, trong cơn đau đớn thể xác quá mức vì bị hoại tử, cháu đã tìm cách để kết liễu đời mình. Trước cảnh bi thảm đó, con thương xin cha đưa cháu về gia đình, được sự ưng thuận của Hảo và toàn thể gia đình nhất trí cùng cha xứ chấp thuận. Cháu đã nhập khẩu đầy đủ thủ tục xã hội là một thành viên trong gia đình. Hai tối nay ăn lẩu đi. Có ít xương rồi. Ăn cái gì chẳng hạn? Đấy có ít ngô, như là lẩu. Hôm nay mát rồi, chắc là ăn được tối nay. Nếu mà để cho em chăm sóc em thì từ năm 12. Từ lúc em về nhà cha là cô thay băng thay bỉm. Rồi là hàng ngày lên là tắm giặt thay băng thay bỉm cho em. Cái lúc mà đi bệnh viện ấy thì là gọi là nếu mà ở nhà thì mình chả có cách nào. Thì mình thôi thì mình cứ đi thôi. Cứ đi liều như vậy thôi. Ngày 25 tháng 7 năm 2015, cháu bị hoại tử. Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên cho biết cháu có nguy cơ tử vong. Ôi giờ đây ở bệnh viện chỉ có hai mẹ con. Con thì hắt héo nguy cơ, mẹ thì giông tố, bơ vơ một mình. Lên xe tới bệnh viện 108 Hà Nội vào lúc 7 giờ tối. Thực sự mà nói trong cuộc đời điều trị cho bệnh nhân của mình thì tôi thấy có lẽ là quá ấn tượng trong cái trường hợp lần đầu tiên tôi khám bệnh nhân mà cả mẹ và con đến chỉ hỏi là có chữa được không? Nếu có bác chữa được thì cho cháu vào viện, còn nếu không thì để cho về để cháu chết cũng được. Không có trường hợp nào như thế bao giờ. Cho nên là nó khá là ấn tượng cho trong cái cuộc đời làm nghề của mình. Trường hợp này bệnh nhân khá đặc biệt vì cái ổ loét ở đằng sau vùng cùng cụt nó quá lớn. Đã có những cái mẩu xương có thể cảm giác nó như là nhấc ra được. Thế thì trường hợp này tôi thấy là tương đối là nặng, điều trị quá lâu. Quá nhiều lần và thời gian quá lâu anh cứ loét đi loét lại
Và cái lần này thì bệnh nhân có những đợt sốt rất cao. Cái lúc nó sốt, sốt lắm xong à, nó cứ khóc ở bệnh viện, nó khổ lắm. Nó nóng được xong rồi nó cứ phải nằm trên cái đệm này này. Bây giờ mình về thì con chẳng khỏi. Thế mà bây giờ con cứ đòi về như thế này thì thế là mẹ khóc, con khóc. Ôi tại sao Chúa cho em Hảo phải chịu như vậy? Tại sao Chúa muốn con làm việc này? Tại sao uống thuốc không khỏi? Tại sao không bị ít ngày mà lại nhiều ngày? Ngày 16 tháng 7 năm 2016, cháu Hảo đi nhập viện 108 cho tới ngày 19 tháng 10 năm 2016 ra viện, tức là 3 tháng rưỡi, 108 ngày, đi từ mùa hạ đến mùa thu. Bị liệt tủy như thế mà bố mất nốt và chị gái mất nốt. Thì hóa ra đây lại là một bà mẹ nuôi. Và chăm sóc có lẽ tôi nghĩ rằng có lẽ như là gọi là máu mủ ruột thịt, rất là gần gũi, người ta mới có thể làm như thế. Trước thì cứ đi viện, thì mình cứ từ trên bàn mổ xuống cái là đã thấy mẹ đón ở cửa thôi. Những cái đấy thật chắc là nó sẽ không bao giờ nó quên được. 3 tháng thì cháu quay trở lại lần này, cái vết loét rất lớn, nó giãn dài ra, cảm tưởng cái lưng nó dài hẳn ra. Một lần nữa chúng tôi lại phải nghĩ đến chuyện hội chẩn lại để xem làm thế nào cho cháu. Thế là tập thể bác sĩ trong chúng tôi mới suy nghĩ và mới nảy ra ý định là có lẽ phải làm cho cháu một cái áo, và như cái áo cháu có bây giờ. Thứ nhất là để cho cháu có thể ngồi được ở trong cái áo đấy mà cháu không bị gục đổ, vì nó không còn dính với nhau nữa thì nó sẽ tự nó gục đổ luôn, nó gục, nó tròi cái xương cột sống lưng ra và nó lại chọc thủng cái da ra. Cái thứ hai nữa là cái áo đó nó phải đeo qua vai để mỗi lần cháu chống tay lên thì cái quai này nó lại đeo luôn cái phần khung chậu của cháu lên, nếu không thì nó sẽ lại dài ra mất. Và chính cứ nhờ cái áo đó mà tạm thời lúc đầu nó không bị giãn dài nữa và nó liền được cái vết thương. Đến nay cháu đã lành và khỏe mạnh nhờ lắp ghép đinh vít, nẹp lưng và áo giáp. Cháu ra viện ngày 29 tháng 12 năm 2017, tức 6 tháng ở viện 108. Cái hộp đấy cháu đã tặng tôi và tôi vẫn giữ làm cái kỷ vật đến tận bây giờ. Đây là cái hộp cháu làm, cháu cũng sơn đầy đủ, rất là đẹp. Và bây giờ cháu có vẻ yêu đời lắm. Cháu nghĩ là cháu sẽ có thể làm một cái nghề gì đó bằng đôi tay của mình để kiếm sống rồi. Mình thấy cũng quý thì cho nên là giữ từ ngày đó đến giờ. Tôi cũng rất quý hai mẹ con, đặc biệt là bà mẹ, khá là cảm kích, khá là thán phục. Cũng chỉ mong làm sao cho bà có sức khỏe. Bây giờ thì không phải chăm sóc thường xuyên nhưng có lẽ là sẽ đi bên cạnh. Mà mặc dù là tôi biết là bà cũng không phải là ít con, bà không ít con, nhưng mà một người con nuôi, thêm một người con nuôi như thế. Cô thì cô con sinh được 5 em, tình cảm của cô thì con nào cũng là con, không phân biệt gì cả. Cô phải ấy mê Hảo hơn, cũng như là con cái trong nhà, cũng phải tròn bổn phận. Mình đã làm gì thì làm cho tròn. Con người mình ở với nhau thì nó quý mà. Nuôi người nó không chán. Thế thôi, nó cứ vắng một ngày mà xem, nó cũng khác. Cất đi Ngân. Cất. Chú đang bận. Rồi chú xin. Rồi chú xin. Mang quả gì đấy? Báo. Được rồi, đi sang bên kia chơi Ngân. Ai đấy hả? Ông cu con nhà anh lớn lớn đấy. Suốt ngày nó ở bên này. Ê. Tuấn ơi, đi ra đây con. Tuấn. Ok. Đi ra đây. Nào nói có nghe không nào? Nhanh. Đi ra bà nghe. Nó là đêm mình xuống. Đi học về nó chạy sang. Chưa thấy chào ấy. Không nói thì thực ra là mình cái về chuyện tình cảm thôi. Nó cũng đôi khi nó cũng khó nói. Mà con trai mà. Khó. Nói thì đúng là con trai thì nó thế chứ. Cái đàn bà thì mới hay nói, chứ còn cô nghĩ là nó bình thường thôi, không có gì cả. Thì như là những cái ngày mà phụ nữ này, rồi là những cái ngày sinh nhật của mẹ này, rồi là chưa thấy mẹ đi làm ấy, là về là cơm cháo là lo nấu, mẹ đi làm về là có cơm ăn. Con nó nghĩ đến như vậy thì cô cũng là cũng mãn nguyện rồi, cũng chẳng mong gì hơn. Ước mơ là con có một cái nghề mà con yêu nghề, mà cái nghề đấy nó có thu nhập, không cao nhưng mà nó đẹp. Đấy là cô ước mơ như vậy.
Phải là nhiều tiền mẹ mới thích, không phải. Nhưng mẹ thích là có một cái nghề, yêu nghề. Đầu tiên mình đi ra ngoài thì là đi xa nhất là đi Đà Nẵng. Đi Đà Nẵng thì đợt đấy là đi xin cái xe lăn mà hiện tại thì đang dùng. Thì đợt đấy nhưng mà lần đầu thôi, nhưng mà thì có bố đi cùng nên là cũng có phần yên tâm hơn một chút. Chứ nếu mà đợt đấy mà không có bố thì chắc mẹ không cho đi. Ngắm biển một xíu. Ừ, chú xin. Wow. Thì mình xuống, mình nhìn thấy biển. Thì chắc là nếu mà có một cái gì gọi là ấy thì chắc là chỉ muốn như là mẹ cũng đi đến đấy cùng một lần để cho biết biển nó đúng là biển nó mênh mông và rộng lớn như thế nào. Mẹ thì biển ở Thái Bình ấy, thì chắc mẹ đi rồi, nhưng mà ví dụ biển ở Đà Nẵng thì nó đẹp. Muốn coi như là chắc là mẹ cũng đi đến đấy cùng một lần. Mẹ thì mẹ cũng không nói đâu. Thực tế thì nếu mà mẹ mà không thương mà ông ấy thì mẹ đã không đón về bên này. Nó là một cái gọi là hành động đã lo lên tất cả cái sự yêu thương. Quý những điều mà cô Thương đã làm cho anh Hảo, chương trình Điều ước thứ 7 quyết định cùng anh Hảo nói lời cảm ơn gửi đến cô. Món quà đầu tiên mà chúng tôi nghĩ đến là một bài hát để anh dành tặng mẹ, vì anh có sở trường là hát karaoke. Ngày lãng quên còn một giây. Alo, cô Thương ạ? Ờ, cô nghe ạ? Vâng, cô ơi, cháu Thủy đây, cháu hỏi một tí cô ơi. Sẽ có xe đưa cô với cả mọi với cả anh Hảo ấy lên trên Hà Nội. Ừ. Vâng, vâng. Thì là chị dẫn Hảo nó có đồng ý hay không ấy, chứ còn cô thì cô vẫn hưởng ứng thôi cô. Vâng, thì cháu cũng sẽ gọi cho anh Hảo ạ. Cô đừng nói gì vội nhé, không cô không gọi gì đâu. Được sự đồng ý của nhân vật, ekip đã có một cuộc họp để triển khai phương án thực hiện điều ước. Với lý do đưa anh Hảo xuống Hà Nội khám bệnh, ngay sau khi gia đình có mặt tại Đài Truyền hình Việt Nam, ekip sẽ chia làm hai. Nhóm thứ nhất đưa bố mẹ anh Hảo đi thăm thú Hà Nội. Nhóm thứ hai đưa anh Hảo đến địa điểm ghi hình và chuẩn bị những món quà bí mật. Bởi vì mình sẽ không có nhiều thời gian nên là mình sẽ không lằng nhằng ở cái đoạn mà khi anh ấy đến tổng đài, anh ấy đến rồi mình bắt đầu phải ôi em bây giờ anh phải đi với cháu, cô ở lại nhé, kiểu thế. Hay là chú muốn là mình nói trước khi họ đến đây. Vì nhân vật của mình là anh Hảo, anh ấy có một cái mong muốn là được cùng mẹ ra biển, tức là hai mẹ con có một cái khoảng khắc đẹp, tức là đứng trước thiên nhiên, đứng trước biển, cái nơi mà anh ấy cảm thấy rất là đẹp. Khi mà trong cái đợt năm 2019 anh đi Đà Nẵng với bố mà không có mẹ vì do hồi đấy mẹ bị đau lưng. Em nghĩ là bây giờ việc thực hiện điều ước là cho họ đi ra biển là rất khó vì dịch, cũng như là mùa này không phải là mùa biển đẹp. Ở Hà Nội thì mình có vài khu biển nhân tạo và bây giờ họ làm rất là đẹp mà cũng khá là giống thật. Một bãi biển nhân tạo là sự lựa chọn của nhóm sản xuất chương trình nhằm hiện thực hóa mong muốn của anh Hảo là một lần đưa mẹ ra biển. Ekip đã có mặt tại Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội để sắp xếp địa điểm ghi hình. Hiện tại thì ekip của Điều ước thứ 7 đã có mặt tại Vinhome Ocean Park, bãi biển nhân tạo rất đẹp. Nhưng khi vừa chốt được một địa điểm đẹp để ghi hình thì khó khăn đã ập đến. Cơn mưa đang kéo đến kìa. Hôm qua chúng tôi đã xem dự báo thời tiết là trong một loạt những ngày một tuần trở lại đây, chỉ có ngày hôm nay thôi là trời sẽ tạnh ráo. Nhưng mà nhìn cơn dông như này chúng tôi bắt đầu lo lắng rồi. Cùng lúc này, nhóm thứ hai nhận nhiệm vụ đưa anh Hảo đi chuẩn bị những điều đặc biệt nhất để tạo bất ngờ cho mẹ của anh. Hôm nay thời tiết thì rất là ủng hộ và chúng tôi đang có một ngày khá đẹp trời, và ngay bây giờ thì tôi đang có mặt cùng với nhân vật của chúng ta là anh Hảo và sẽ đưa anh Hảo tới Adam Store. Ở đây thì chúng tôi sẽ thử cho anh Hảo một số những cái áo vest để làm sao có được một cái diện mạo thật là đẹp nhất để tặng những món quà bất ngờ cho người mẹ của mình ạ. Hỏi anh Hảo một chút. Không biết là sáng nay thì khi xuống Hà Nội thì thế nào ạ? Trời thì khá đẹp.
hơi hồi hộp. Và không biết chương trình có cái điều gì đặc biệt. Con lên được không? Lên được không? Đấy em là đây rồi, ok. Đây là lần đầu tiên anh Hảo tự chọn cho mình một bộ trang phục lịch sự và sang trọng. Liệu anh sẽ chọn bộ cánh nào đây? Và liệu cô Thương có bất ngờ với diện mạo mới của con trai mình? Tại điểm ghi hình, nhóm thiết kế sân khấu cũng đã có mặt và nhanh chóng bắt tay vào công việc. Thời tiết như thử thách lòng người, gió quá lớn khiến việc triển khai trở nên vất vả hơn rất nhiều. Ý như sự lo lắng của chúng tôi, hiện tại đã có những hạt mưa đầu tiên. Anh Dương! Mưa rồi này. Chúng tôi sẽ thực hiện điều ước này vào 11 giờ trưa khi mà biên tập viên Thu Trang sẽ đưa nhân vật chính của chúng ta là vợ chồng cô Thương chú Phấn đến địa điểm bãi biển nhân tạo này. Nhưng trước khi đưa nhân vật chính đến địa điểm ghi hình thì nhiệm vụ đầu tiên của biên tập viên Thu Trang lại là câu giờ. Từ bé thì cô cũng không đi Hà Nội bao giờ, nhưng mà từ ngày đưa em đi Hảo đi về bệnh viện nên là cũng đi Hà Nội lại là đi nhiều. Nhưng mà mỗi một khi mà nhớ đến Hà Nội thì trước hết này cũng lại nhớ đến bệnh viện. Nhiều lúc mà gọi điện về chú à, bây giờ ở nhà cứ như là một cô vợ ăn cơm. Tất nhiên tình cảm vợ chồng phải có nhớ không nhớ thì ở với nhau được à? Nhớ lúc đấy thì làm gì ạ? Nhớ thì cứ để trong lòng thôi. Thế mỗi lần cô nhờ chú thì cô làm gì ạ? Đây để hỏi cô. Cô chú thì có cái kỷ niệm như thế này, tuổi xuân rồi, cô chú cưới cô về phép cưới cô. Thế là ở nhà được có 12 ngày thôi thì chú lại đi 2 năm nữa ở chiến trường. Đấy, mà bây giờ nó lại không có điện thoại. Đấy, thế thì cái nhớ nhung với lại cái đau thương, tổn thương về cái tình cảm vợ chồng mà xa nhau thì cô chú nó đã là sẵn sàng từ xưa rồi. Bây giờ vượt qua những cái khó khăn như lúc đấy thì nó lại nhỏ bé rồi. Cháu hỏi thật, ngày trước xa nhau vì chiến tranh là chuyện bắt buộc rồi, nhưng mà bây giờ là vì việc là phải đưa con đi chữa bệnh ấy, mà thực ra là lúc đấy rõ ràng trong cái thời điểm lúc đấy thì cũng không biết bệnh của em nó thế nào ấy. Có bao giờ chú bảo cô là buông xuôi hay là thôi đi về nhà đi không chữa nữa không chú? Không, lúc nào tâm niệm động viên, thành rằng thì nó là con nuôi thật, thế nhưng mà bây giờ đã về nhà mình rồi, coi nó như con đẻ. Tình cảm con đẻ như thế nào để con nuôi vậy. Cũng coi anh Hảo như anh em ruột thịt trong nhà, anh Phúc cũng không hề nề hà, sẵn sàng đồng hành cùng anh Hảo trên những hành trình khó khăn nhất. Ủa, mọi người chọn cho anh Hảo một cái vest. anh Hảo cũng màu đen đúng không? Chắc là chọn được khá là kỹ tính đấy. Em nghĩ là tại vì trong này ánh sáng nó cũng hơi sáng hơn đấy. Anh muốn màu đen thịt à? Đúng không? Nghĩ rằng việc chọn đồ sẽ nhanh chóng thôi, nhưng không, anh Hảo lại là một người cực kỳ kỹ tính và có gu thời trang. Anh Hảo muốn màu thế nào? Màu đẹp đấy. Cà vạt hay nơ trông sẽ bảnh hơn nhỉ? Đây, đứng đây nào. Ra cùng anh đúng rồi, đứng đây. Anh thật ra thẩm mỹ không có được. Cô là tôi có. Em là những cái nào? Cái này nó sướng cho mình những mẫu đẹp nhất rồi đấy ạ. Rồi. Thế đồ đây vừa vặn không anh? Đẹp. Thành công. Sau khi chọn được trang phục, anh Hảo đã di chuyển về sân khấu để nhận một nhiệm vụ khó khăn hơn. Anh Hảo, anh thấy chỗ này thế nào? Đẹp đấy. Chỗ này nhìn như điện thật. Nhưng mà chắc là mẹ anh nhìn này cũng bất ngờ đấy nhỉ? Bà thật không biết ở Hà Nội cũng có biển ấy. Anh đã thuộc bài hát chưa? Chưa. Chết. Bây giờ đấy các bạn thì đang đợi anh đấy để cùng hát đấy. Phải tìm ngồi anh. Gió lớn, một sân khấu đẹp mắt của Điếu Ốc Thứ Bảy đã được hoàn thành. Các bộ phận đang tập lại những khâu cuối cùng. Thằng nào cũng như vậy như thế, và lúc đấy thì bắt đầu bình thường.
Nhưng dường như nhiệm vụ tập một bài hát mới để tặng mẹ thương trong thời gian ngắn là một nhiệm vụ không hề dễ dàng với anh Hảo. Đã là 10 giờ, chỉ còn một tiếng nữa thôi, chúng tôi sẽ bắt đầu bước vào chương trình thực hiện điều ước cho nhân vật chính. Nhân vật quan trọng nhất là anh Hảo được cả các đạo diễn tập trung toàn lực lượng để tập hát. Nhưng có vẻ đây vẫn là một nhiệm vụ quá khó khăn. Thế em, con đi làm em xúc động quá. Xin chào chị. Chị Vương, chị đi cả chị. Việc tập hát của anh Hảo mất khá nhiều thời gian. Vì vậy, biên tập viên Thu Trang đã ngay lập tức thay đổi chiến thuật, đó là đưa cô Thương và chú Phấn đến gặp người quen. Cô thì luôn luôn là ghi nhớ ở trong lòng, thế nhưng mà có rất là nhiều người, thế nhưng mà đặc biệt nhất là có cô Phượng, là cô cũng là cái người đồng hành giúp đỡ từ khi cô lại còn biết Hảo trước cô. Đấy, thế thì cái kỷ niệm nhất là cái hôm mà để ngày mai là đi cắt cái chân thứ hai này nè, thì tối hôm đấy cô ra, thì cô cũng động viên giúp đỡ cả tinh thần và cả vật chất nữa. Cứ bước chân về Hà Nội là nhớ đến cô Phượng. Cái nghị lực của bạn Hảo ấy có khi lại làm cho mình lại có những cái sức mạnh trong cuộc sống của mình hơn, chứ không phải là mình cho đi là mình cho đi mà rõ ràng là mình được nhận lại. Em thấy cái cây hoa hồng của bác kia. Đấy, cái cây hoa hồng Thái Nguyên. À đây. Tôi xòe. Thế nữa là thế. Đến giờ ghi hình điều ước, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cô Thương đến là điều ước sẽ được thực hiện. Này đây thì ekip chúng tôi đã chờ được 45 phút rồi. Các cái tuyến thì đều đang thông báo lại là cũng đang trở về địa điểm. Nhưng mà có một tuyến thì đang bị lạc ở trong không gian rất là rộng này của Vinhome Ocean Park. Thời tiết thì các bạn đang thấy sau lưng Lê Anh là gió thổi rất là mạnh. Hôm nay gió mùa đông bắc lại về và chúng tôi nghe dự đoán đài hôm nay là không có mưa, nhưng mà rất tiếc lại đang có những hạt mưa lất phất ở đây. Cảm giác nhân vật của chúng ta sẽ rất là lạnh trong cái không gian này. Cũng rất là cái cảm xúc chúng tôi có thể làm cho mọi người ấm áp hơn và có thể chia sẻ được nhiều hay không. Thật sự lúc này Lê Anh cũng rất là lo cùng với ekip của mình. Ôi, bây giờ bọn cháu sẽ có một món quà bất ngờ cho cô. Cháu mắc cô lại nhá. Trông hơi... Cô có hồi hộp, cô chả nghĩ được. Đúng là bất ngờ như cô Phượng. Bất ngờ như cô Phượng à. Cô đoán chắc bây giờ buổi trưa như thế này là chắc là đi điểm tâm rồi. Cô đói chưa ạ? Cô bình thường. Lê Anh có một nhiệm vụ là sẽ đón mẹ của anh Hảo ở tại không gian này. Và đã trễ tận 45 phút rồi, không khí rất là lạnh, lúc này đây thì mưa đã có. Và xe đang đến, quý vị ơi. Xe đang đến, quý vị ơi. Nhân vật của Lê Anh đã xuất hiện rồi. Hôm nay rõ là vui. Chàng rể bắt chắc cô dâu nào. Hai tay đây. Từ đá phải bám đấy chứ. Đấy. Vâng. Mời cô dâu chú rể sang bên này. Đi đây này. Từ đứng ngả thôi. Chắc là cô cũng tò mò cháu là ai đúng không cô? Thôi thì sớm thì cô cũng sẽ biết cháu là ai thôi. Vâng. Tại sao lại bịt mắt? Là để cho cô có một cái sự bất ngờ. Vâng, bất ngờ và cô cứ đoán đi xem chuyện gì đang xảy ra. Sao cô thấy thế nào? Cô thấy hồi hộp bình thường. Cô đối với cô cứ nghĩ là tất cả những cái gì mình chưa thấy thì sao đã thấy. Dạ thế à? Cô có đoán được không? Là cái mặt đất này nó là như thế nào không? Có, cô đoán là nó là một bãi sa mạc. Thế bây giờ một nơi mà cũng có nhiều cát mà không phải là sa mạc thì cô đoán được là gì không? Chú không được nói nhá. Chú đang ngắm nhìn không gian này rồi. Thì cô cứ nghĩ là ở ven hồ. Ven hồ. Ven hồ có cát không cô? Ở bờ sông. Bờ sông nhá. Ở nhà cô gần sông mà. Không còn nghĩ ở chỗ nào khác nữa hả cô? Cô một... chưa nghĩ được. Hiện tại thì bây giờ nhân vật của chúng ta đang từ từ tiến vào sân khấu và cô hoàn toàn không biết điều gì mà anh Lê Anh đang giấu bí mật. Vừa rồi tôi còn nghe thấy thông tin cô bảo là cô tưởng tượng là cô đang đứng ở trên sa mạc.
vọng là một lát nữa khi cô mở bịt mắt ra thì cô sẽ ngạc nhiên về sự chuẩn bị của ekip. Một nơi mà rất là bay bổng thơ mộng, nhìn hút tầm mắt luôn và không thấy đường chân trời luôn. Hút tầm mắt không thấy đường chân trời thì cô chỉ nghĩ là bờ biển. Đó, trời ơi. Anh Hảo thì sao? Cô đã đi với anh bao giờ chưa? Ra biển chưa? Cô chưa đi với Hảo nhưng mà cô đang ước mong hết dịch thì hôm là cô với Hảo với chú nó đi vào Sầm Sơn. Cô chỉ còn mấy phút nữa thôi là cô được gặp con trai rồi. Cô ngồi đây. Thế bây giờ là cô sẵn sàng để bỏ cái khăn che mắt chưa? Nhá, cháu sẽ giúp cô. Nào chúng ta cùng bắt đầu đến với cả chương trình của ngày hôm nay. Rồi. Không gian này dành cho cô đấy ạ. Âm nhạc. Cô nhìn bãi biển chưa? Cô nhìn rồi. Lãng mạn chưa? Các nghệ sĩ. Chúng ta vỗ tay cho nghệ sĩ nào. Còn thơ bé, mẹ luôn vô về chờ che và ánh mắt chứa chan bao điều nhiều lo lắng. Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng xa hơn. Giọng nói ấm áp chưa bao giờ, lời than vãn giấu riêng con bao điều. Mẹ nói dối con thật nhiều để gánh vác bao cơn chiều, chẳng ai thấu hiểu dấu khát khao đời mình và ước muốn như vô. Dành tất cả cho gia đình là tim cầm nín. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi. Người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sớm thôi. Quá vất vả rồi, mẹ dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, tôi lớn khôn rồi và sẽ nên người thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào tiếng hát tôi. Mẹ là duy nhất trên đời. Mẹ đã quá vất vả rồi, mẹ dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi. Con trong suốt thời gian qua, những lúc con ốm đau, những lúc vui buồn. Mà mẹ con cứ đòi viện đòi về, mẹ ơi mẹ cho con về thôi. Những giây phút trong cuộc đời mẹ chả bao giờ nghĩ đến con ạ. Bao nhiêu những ngày bước chân đi Hà Nội thì một sống một chết, mẹ chỉ đặt tay vào tim con nhưng còn thở không. Ngày hôm nay được như thế này thì mẹ biết nói gì hơn được. Mong con không được nghĩ một điều gì mà nó có điều buồn trong người, mà chỉ có niềm vui vì mọi người đang ở bên con đây. Chúng ta đang ở trong không gian đặc biệt của chương trình Điếu Thứ Bảy của Đài Truyền Việt Nam.
Và nơi mà chúng ta ở đây đúng là một bãi biển thật. Ban nãy thì mẹ em trả lời câu đố của anh Lê Anh ấy. Bà cứ trả lời hết nào là bãi bãi sông nhỉ, bãi hồ nhỉ. Xong rồi mãi rồi mẹ mới nghĩ ra bãi biển. Hà Nội thì không có biển. Em thì cũng rất là may mắn. Còn cuối năm 2018 em có được đi biển Đà Nẵng. Rồi thì em cũng chưa có xuống được tận nơi như thế này. Thì em cũng muốn cho mẹ đến một lần để nhìn thấy biển. À. Để mẹ biết rằng biển dù bao la đến đâu. Nhưng mà cũng không thể so với tình mẹ dành cho em được. Cô thật sự là bất ngờ. Cô cũng không biết là hôm nay là ở đây. Cô lại nghĩ là ở chỗ đài truyền hình cơ. Chứ còn vâng. Đi như thế này thì cô lại không biết để đi đâu. Chú Phấn ơi, gia đình cô chú thì có nhiều người con. Thế thì bạn Hảo ở đây thì là người con thứ mấy trong gia đình ạ? Con thứ tư. Thứ tư ạ? Chứ mình sẽ không gọi là để Hảo ở một gọi là hạng mục riêng. Không. Là con nuôi. Không phải thế. Mình nếu mà làm như thế thì nghĩ là phân biệt quá. Con trai cả của cô thì sinh năm 82, con thứ hai thì 84, con thứ ba thì 87, với Hảo 89. Thế nên đến em gái thì là đến 598. Thế một trong em đó, út đấy. Em còn một em út của em gái nữa là 201. Thế ạ, vâng. Tức là sau đó còn hai bạn gái nữa. Đúng rồi, gái nữa. Đó là tam nam bất phú, để chắc trời cho cô thêm được. Vậy em Hảo nó là 4 nam. Tứ tử trình làng. Vâng, rất hạnh phúc rồi. Khi mà cô chú nhận bạn Hảo về làm con ấy, vâng, thì mọi người trong nhà đình đón nhận thế nào chú Phấn? Con thứ hai nó bảo cái việc này thì bố mẹ nhận được thì chúng con biết, chứ còn chúng con không có quyền, thì tham gia góp ý thôi. Cậu thứ hai đấy. Thứ hai đấy. Hai em gái út, hai cô đấy thì lại thích quá. Thì bố mang về đi, mang bố mang về đi. Anh là anh trai của con. Bảo nếu mày thích thì chiều nay là mang về ngay. Đấy. Khi mang Hảo về thì cũng gia đình cũng gặp nhiều cái ấy nha lắm. Vất vả lắm. Nhưng mà cứ về lần nào thì lại thấy mở mặt ra. Thì nó sáng sủa. Thứ hai nữa là cháu thì là khi về thì rất buồn bã. Khi đến gia đình chúng tôi thì là cháu lại rất vui vẻ. Con muốn hỏi Hảo một chút xíu là mình nhớ lại cái khoảnh khắc lúc mình mới về làm con cho gia đình ấy. Em có cái ngại gì không? Sợ em cũng ngại ạ. Em về đấy thì sẽ vất vả cho mẹ, vất vả cho bố. Nó còn tất cả các em nữa. Lúc đó là xưng bác với cháu. Thì cháu mà nhất trí về làm con bác thì bác lúc nào sẵn sàng, có tấm lòng mở ra để đón cháu về. Còn thì cái hoàn cảnh cháu như thế này thì lúc đó thì tôi nói là không phải cứ tôi cứ bác, mà mọi người ta nhìn thấy hoàn cảnh là ai cũng thương. Thương là vì là cháu mồ côi. Lúc cháu mà bị tai nạn đến gia đình tôi thì cũng khoảng hơn chục năm rồi. Hảo cũng có thốt một tiếng là không biết là vào lúc nào tôi không nói, nhưng mà lâu lắm rồi, bây giờ mới có cha, mới có mẹ. Thấy là cái lúc đó mà tôi nghe ra được cái thì lòng tôi cảm xúc lắm. Và sau cái lần mà bạn ấy thốt lên đó thì bạn đã chính thức gọi chú Phấn là cha hay là bố một cách rất tự nhiên rồi. Bố. Vâng. Cháu xin dành cho chú một lần để ôm cậu con trai của mình. Chú có sẵn sàng không? Sẵn sàng rồi. Vâng, cháu mời chú. Tại sao không ạ? Vâng. Rất là tình cảm. Bãi biển này có thể là bãi biển nhân tạo thôi, nhưng mà giọng hát ca sĩ Hương Ly là thật. Những cái điều mà em đã cất lên trong trái tim của em, anh tin là rất thật. Và bố và mẹ cũng rất là thật. Cho nên một lần nữa thì tất cả những cái khó khăn nhất đã qua rồi. Đây là lúc mà em có thể tặng cái bó hoa này cho người mẹ thân yêu của mình, đại diện cho bố mẹ để đón nhận, đúng không? Cảm ơn con. Vâng. Chỉ mong con vui khỏe và cố gắng lên.
những tháng ngày mà mình ở viện chắc chắn sẽ là những cái kỷ niệm mà mẹ con không bao giờ quên được cô, đúng không ạ? Những cái lúc mà ở bệnh viện ấy thì con thì cứ đòi về, cứ khóc đòi về thôi, đòi không phải là bình thường một hai lần mà cứ mẹ ơi đòi về. Nó ở bệnh viện lâu ngày rồi mà bệnh không khỏi thì bác sĩ cũng sốt ruột. Còn cái lần mà cháu bị sốt, nó bị nhiễm trùng máu ấy, vâng, thì con thì cứ đòi về mà cứ sốt 39-40 độ, vừa lên vừa khóc thì bác sĩ bảo sao lần này lại khóc, cứ phải quyết tâm lên chứ, lần mọi lần không khóc sao lần này cứ khóc, thôi lại chùi nước mắt con rồi lại chùi nước mắt mẹ một cái khăn, cô cũng vẫn cứ kiên trì để thế là may thì lại được cái sự kiên trì đấy bây giờ đây, kết quả đây, đúng không cô? Và để có được cái sự gọi là ổn định như sức khỏe của Hảo hôm nay ấy, thì chắc chắn là những người mà chúng ta phải tri ân rất nhiều là những bác sĩ này, là những cái cán bộ y tế ở tại bệnh viện. Lúc này đây thì nếu được nói một lời với họ hoặc là muốn gọi tên một người nào đó ra thì cô sẽ nói đến ai? Nếu được gọi tên mà được thì cô gọi tên bác sĩ Lâm Bình ở bệnh viện 108 Hà Nội. Dạ. Tôi cũng rất quý hai mẹ con nhà bệnh nhân Hảo, đặc biệt là bà mẹ, nó có những cái ấn tượng làm cho mình khá là cảm kích, khá là thán phục, và cũng mong làm sao bà có sức khỏe để đi cùng với Hảo tiếp nữa, và cũng mong làm sao cháu Hảo nghe lời, biết quý trọng mẹ của mình, mong muốn làm sao cháu Hảo tự có công việc, có cuộc sống tốt. Mặc dù tôi cũng biết rằng là cháu cũng mở được cái chỗ làm đồ da khá là tốt, và cũng mong muốn cháu cũng giúp đỡ các bạn khác trong cái hoàn cảnh của cháu, vì cuộc đời cháu được nhiều người giúp đỡ quá. Trong cái ekip của bác sĩ Bình năm xưa đấy, có một người, cô có đoán được không, đang có mặt ở không gian này? Có lẽ mời anh ra đây để cho mọi người xem là có nhận ra gia đình có nhận ra không. Và vâng, chào bác sĩ. Cô đã thấy quen thuộc chưa ạ? Thực sự là mấy năm nay cô không được gặp lại. Em chào anh. Em thì đây là thì cháu thì là Lâm, người điều dưỡng đi cùng với cả anh Bình, bởi vì mọi lần từ cái lần đầu tiên đến lần các cái lần sau đấy đều được chăm sóc Hảo. Với những cái bệnh nhân như Hảo là những bệnh nhân rất nặng, bởi vì hầu như xuống thì tâm trạng nó rất lộn xộn và rất bi quan, thì lúc cái thời điểm đấy thì bọn em cũng chỉ mong muốn và động viên em nó là làm sao cố gắng điều trị cái sự lành lặn tốt nhất đã, sau đó mình nghĩ đến cái điều tiếp theo, không như nó tuyệt vời như bây giờ. Mẹ thương thì không phải mẹ đẻ, nhưng người đồng hành đi theo, bọn em cũng cảm thấy rất tuyệt vời. Cảm thông, tỉ mẩn, thương yêu, và đúng sự thương yêu thì mới làm được những điều đấy. Thì đúng là mẹ thương làm tất cả những điều có thể, mẹ thương tuyệt vời. Anh vẫn trước sau anh vẫn nói một tuyệt vời trong của vai trò người mẹ. Nhớ lắm các bác sĩ ơi, công ơn các bác là một đời ghi tâm. Đấy thì không biết nói gì hơn được nữa. Dạ vâng. Xin cảm ơn anh Lâm trong cái khoảnh khắc trò chuyện ngắn ngủi ngày hôm nay đến với cả chương trình và đến với gia đình. Bây giờ là đến lúc mà thực hiện điều ước của cô đây. Vừa rồi chúng ta dành cho Hảo nhiều đúng không? Những cái điều mong ước thì cô cũng có chứ. Cháu đang hồi hộp nghe đây ạ. Cái thứ nhất thì cô cũng mong ước là nếu em có đi học cái nghề máy tính ấy, thì mẹ rất là hưởng ứng cho con đi học. Hảo nói là đi học cái đấy nó khó, con mẹ tưởng là có phải ngắn thời gian đâu. Đi học mấy tháng thì mệt. 9 tháng nhưng mà trong cái lúc mà mình được mạnh khỏe là cái đấy là cái cơ hội của mình nhất. Còn mà còn có dịp, chứ còn nếu mà mình để ngày tháng nó trôi qua đi, phải không? Thế là mình mất cơ hội. Lâu nhưng mà mình phải có cái kiên trì thì nó mới đạt thành công được. Chứ bây giờ mình cứ chùn bước với khó khăn là mình không có cơ hội. Nếu thấy khắc phục thì bây giờ con cứ đi đi, còn có mẹ đây khỏe, con khỏe như thế này thì nếu mà có phải đi phục vụ thì mẹ cũng đồng hành. Em thì em cũng đang có hướng để đi học về thêm về đồ họa. Phải đi học ở xa nhà, em cũng hơi băn khoăn và cũng phải suy nghĩ thêm xem mình có nên đi học không. Thế thì mẹ đã vừa nói là mẹ tình nguyện có thậm chí có thể là đi cùng để mà đồng hành với cả em để học, thì em nghĩ sao? Nếu mà mẹ em đi cùng thì em sẽ không đi, vì cái thời gian em đi viện rồi về nhà mẹ cũng đã quá là vất vả rồi. Không, bây giờ em đi học
cái thời gian nó dài như thế mà lại xa nhà nữa thì lại càng làm cho mẹ vất vả thêm. Thế ông con cứ không bao giờ muốn mẹ vất vả. Thế bây giờ mẹ thuyết phục lại con đi. Nếu mà mẹ thực sự nghĩ rằng là nó là một cái điều mà Hảo cần học, mẹ có thuyết phục được không? Không thì để chương trình thuyết phục hộ. Chương trình hôm nay có mời đến đây một khách mời là một thầy giáo ở trung tâm nghị lực sống, thầy giáo Nguyễn Văn Hùng đã sẵn sàng để có một vài lời chia sẻ cùng với cả Hảo. Vâng, xin mời thầy Hùng ạ. Wow, chào thầy. Mời thầy vào không gian này. Anh chào Hảo nhá. Anh ở ngoài kia thì anh cũng nghe được câu chuyện của em rồi. Hảo có biết anh Hùng trước không? Dạ em có biết. Em có biết đúng không? Em không ngạc nhiên đúng không? Dạ không. Nhưng mà cô có biết đây là anh Hùng không ạ? Thực ra cô lại tưởng là anh béo béo kia. Anh kia là anh nhạc công của chương trình. Vâng. Hùng xin chào cô chú cũng như là quý khán giả đang xem chương trình. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hùng, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Hùng. Năm nay tôi 33 tuổi. Hiện tại tôi đang giảng dạy tại Trung tâm Nghị lực Sống, chuyên đào tạo về kỹ năng Photoshop cho những bạn khuyết tật. Đúng lĩnh vực mà anh Hảo đang quan tâm đúng không ạ? Đấy, thế bây giờ thì anh Hùng ơi, anh tư vấn cho Hảo luôn đi. Thì anh được biết em là một người rất là nghị lực, thì anh cũng hiểu hoàn cảnh của em. Và các bạn học sinh của anh ấy, có rất là nhiều bạn mà cũng dạng như của em đã tham gia vào lớp của anh. Ở đây anh không biết là Hảo đang ngần ngại là trong quá trình học hay là sau này mình đi làm như nào nhỉ? Em thì em chỉ lo cái thời gian nó học quá lâu. Ở trung tâm anh đào tạo ấy thì một khóa như thế chỉ vọn vọn là 6 tháng. Nhưng mà không phải là mình cứ phải học hết 6 tháng mình mới đi làm được. Cái đấy thì tùy vào cái khả năng của mình. Có những bạn đến với trung tâm chỉ 2 tháng hoặc cả 3 tháng, bạn ấy tiếp thu tốt và đúng vào cái lúc mà các cái công ty người ta tuyển dụng ấy, thì bạn ấy có thể là đi học và đi làm được luôn. Và anh tin chắc rằng là Hảo với một người mà đầy nghị lực và rất là có hiếu với bố mẹ, khi nào cũng sợ mẹ khổ như này, thì chắc chắn em sẽ rất là tìm tòi và nỗ lực hết mình. Và anh nghĩ là em sẽ tiếp thu nhanh. Em thấy cũng được, và có lẽ là em sẽ suy nghĩ thêm cái chương trình học sắp tới. Với lại là khi nãy Hùng ở ngoài thì Hùng nghe là Hảo rất là thắc mắc và phân vân là không muốn cho mẹ mình đi xuống để mà lỡ làm phiền và làm khổ mẹ. Thì ở chỗ trung tâm của anh đào tạo thì có thuê các cái phòng cho các bạn ở nội trú, và các bạn sẽ ở với nhau. Không nhất thiết là mình cứ phải có mẹ hay là có một người thân đi cùng để chăm sóc, mà các bạn sẽ ở cùng với nhau. Và những người nặng ấy thì sẽ làm những công việc nhẹ, còn những người mà cũng khuyết tật nhưng mà nhẹ hơn thì người ta có thể đi chợ nấu ăn, em có thể là nhặt rau, chứ không nhất thiết là phải có bố mẹ lên chăm sóc. Có một ý này này, Lê Anh có thể chia sẻ thêm với Hảo này, là Lê Anh quan sát thì anh Hùng, khi anh Hùng đến hôm nay á, là anh Hùng không đi với mẹ. Anh Hùng có một cái người phụ nữ rất đặc biệt để đi với mình. Sao anh Hùng không chia sẻ luôn cái việc là mình cũng phải có những cái bến bờ nữa trong cuộc sống của mình? Anh Hùng nói cho mọi người nghe xem nào. Vâng, chào chị. Đây là vợ anh. Hảo ơi, em thấy thế nào? Tôi thấy nụ cười rất tươi rồi, Hảo cho một cảm nhận đi. Thế thì em có nên tìm một người đồng hành tiếp theo sau người mẹ đáng yêu, đáng kính của mình không? Cái này thực tế là em cũng chưa dám nghĩ tới. Vì cuộc sống nó, em thấy nó nhiều khi nó hơi trắc trở. Cách đây mấy năm ấy thì người khác nhìn vào anh thì sẽ không nghĩ là anh sẽ lấy vợ và lập gia đình đâu, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà anh ra Hà Nội, anh được tiếp cận rồi là giao lưu cùng với nhiều người, thì lại mình lại tìm được những cái người mà nó phù hợp với mình. Thì biết đâu em mà ra ngoài, không có thể là không học ở trung tâm chỗ anh, nhưng mà học ở bất cứ trung tâm nào khác, mình khi mình đi ra mình sẽ gặp gỡ, giao lưu được nhiều người, biết đâu đấy lại có một cô gái lại thương yêu em thì rồi. Sao đấy, đấy là cái lời chốt. Và Lê nghĩ rằng là để trả lại cho Hảo cái sự lắng đọng đấy, Hảo sẽ là người sẽ quyết định cho cuộc sống của mình, cô ạ. Xin cảm ơn anh Hùng và xin cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Con cố gắng, nếu mà cái con tìm hiểu cái này, nó con thích cái nghề này mà nó hợp với con thì con cố gắng để con đi học. Vì trong 9 tháng này nếu mà con không đi học thì 9 tháng này nó trôi qua,
thì con không thêm được một tí kiến thức nào, một tí cái gì có lợi hơn cho bản thân. Trong lúc này là mẹ còn gọi là thoát điện, mẹ đau thôi nhưng mẹ vẫn còn đi lại được. Bình thường thì vẫn đi theo cùng con đồng hành trong 9 tháng. Mẹ cũng quen dần quen, ước mơ của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo, làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ. Từ 9 tháng đi bệnh viện nó còn gian khổ như thế nào mình còn chịu được. Đấy, trải qua bao nhiêu mình còn chịu được, cũng gần 9 tháng đi học. Thì chương trình đã đưa bố mẹ này và anh đến một bãi biển nhân tạo tại Hà Nội. Thì em và ekip làm chương trình rất là muốn tặng anh và mẹ một món quà. Đó là một chuyến đi biển thật sự tại Đà Nẵng. Ly đã góp cho chương trình 10 triệu để mà cùng với cả ban tổ chức chương trình này là có một cái món quà chung cho gia đình là 20 triệu để mình có thể là cả gia đình đi nghỉ ở Đà Nẵng một chuyến. Vâng, sau dịch cô nhé. Vâng, đúng Ly. Vâng, và còn chưa hết quà đâu. Một món quà nữa là hệ thống bệnh viện Vinmec, bệnh viện quốc tế Vinmec cũng muốn tặng cho Hảo một cái món quà cháu nghĩ là rất thiết thực đấy ạ, là một gói khám tổng quát cho Hảo. Một lần nữa thì Lê Anh xin được chúc mừng Hảo đã có được một cái tình yêu tuyệt vời từ mẹ thương và từ gia đình và từ cộng đồng, và mong rằng là em tiếp tục có những cái suy nghĩ tích cực hơn nữa để có được những hướng khai thông hơn, thuận lợi hơn cho chính cuộc đời của mình. Và cũng mong nữa là em sớm đón được ý chung nhân về trong ngôi nhà riêng riêng của em. À, chúng ta vỗ tay cho Hảo và gia đình. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con.